Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tin Mới, các bạn thân mến. Như chúng ta đã biết, tình trạng hàng giả, hàng lậu và hàng loạt bài báo tin tức về tác hại của sản phẩm Trung Quốc kém chất lượng đã khiến nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam có không mấy thiện cảm với những mặt hàng cục mark made in China. Thế nhưng ngày hôm nay, Tin Mới sẽ mang đến cho các bạn một đỉnh cao mới của sản phẩm copy paste top hàng nhái chiến đấu làm nên tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới của Trung Quốc. Đúng vậy, được mệnh danh là ông vua hàng nhái, Trung Quốc đặc biệt giỏi trong việc sao chép mọi sản phẩm với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với bản gốc. Và quân sự cũng không phải là chủ đề ngoại lệ. Để đuổi kịp với Nga và Mỹ, quốc gia này đã tiến hành nhiều hoạt động gián điệp ở nước ngoài. Giới chuyên gia quân sự cho rằng có ít nhất 5 hệ thống vũ khí trụ cột của Trung Quốc được sản xuất. Nhờ việc đánh cắp ý tưởng của các cường quốc và không dài dòng thêm nữa, chúng ta cùng tìm hiểu xem Trung Quốc đã thành công trong việc sao chép máy bay quân sự hàng đầu thế giới như thế nào nhé. Mở màn cho bảng xếp hạng ngày hôm nay là tiêm kích J-11 và bản gốc Su-27 của Moscow. Máy bay J-11 hiện là một trong số những chiến đấu cơ chủ lực của không quân Trung Quốc. Tuy nhiên, loại phi cơ này bị Nga tố là sao chép trái phép từ Su-27 của họ. Theo tờ Nikkei Aristan Review, Trung Quốc lâu nay áp dụng kỹ thuật đảo ngược đối với vũ khí Nga, tức là tự nghiên cứu, thiết kế rồi tái sản xuất. Vụ việc này cùng sự cố tương tự trong hợp đồng bán tên lửa S-300 khiến Nga ngày càng thận trọng hơn trong việc chuyển giao công nghệ quân sự cho Trung Quốc. Cụ thể, vào cuối năm 1980, Liên Xô rơi vào khủng hoảng nặng nề. Trước cơ hội đó, Trung Quốc lăm le hỏi mua lại dây chuyền sản xuất tiêm kích Sukhoi Su-27. Ban đầu, Liên Xô chỉ muốn bán mẫu thiết kế cho Bắc Kinh. Nhưng vì đồng tiền đi trước nên buộc họ phải ngậm ngùi chuyển giao toàn bộ dây chuyền này. Trung Quốc nhanh chóng lắp đặt dây chuyền sản xuất Su-27 của mình, sau đó cải thiện thiết kế nguyên bản và cho ra đời tiêm kích J-11. Đến đây thì đã có gần 300 chiếc được sản xuất. Sau đây là thông số cơ bản của J-11. Chiếc máy bay này được trang bị pháo loại 30mm và 10 giá treo vũ khí bên ngoài. Ngoài ra, vận tốc của nó lên tới 2.500 km/h và có trần bay tối đa khoảng 19.000m, cao hơn bản gốc 500m. Với radar điều khiển hỏa lực, hệ thống quang điện cùng khả năng mang theo bom chùm J-11 thật sự là một đối thủ đáng gờm với nguyên bản chính của nó. Tin Mới đã từng nghe Jack Ma tuyên bố hàng nhái Trung Quốc tốt hơn hàng thật. Còn các bạn thì nghĩ sao về chiếc J-11 này? Tiếp theo là hình ảnh của tiêm kích tàng hình J-31 được sao chép từ F-35 của Mỹ. Và trước khi mạng lưới gián điệp công nghiệp của Trung Quốc bị phát hiện, nhiều chuyên gia phân tích Mỹ đã nghi ngờ nước này đánh cắp thông tin về dự án siêu tiêm kích F-35. Nghi vấn đó càng rõ hơn khi Bắc Kinh cho ra mắt tiêm kích tàng hình J-31. Chúng ta hãy cùng thử so sánh bản gốc với bản sao nhé. Đặt cạnh chiếc F-35, thông số của hai loại máy bay này khá tương đồng. J-31 có chiều dài khoảng 16m, sải cánh 11m, chiều cao 5,3m. Trong khi đó, kích thước của F-35 là 15,47 x 10 x 5. Tiếp theo, trọng lượng rỗng và trọng lượng cất cánh tối đa của J-31 lần lượt là 15 và 25 tấn. Trong khi đó, F-35 là 14,5 và 27,2 tấn. Như vậy thì máy bay Mỹ mang được lượng nhiên liệu cũng như là vũ khí lớn hơn. Về hình dáng, khí động học, cả hai bên đều được các chuyên gia đánh giá khả năng tán xạ sóng radar khá tốt. Nhưng J-31 có phần nhỉnh hơn chút xíu vì nó gọn gàng chứ không tròn mập như F-35. Khắc phục phần nào hạn chế của kích thước to hơn chút đỉnh, xét về hệ thống điện tử hàng không của hai bên thì chưa có thông số rõ ràng để so sánh. Chỉ biết rằng chúng được pha với loại radar mảng pha chủng loại tiên tiến nhất. Trình độ ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc gần đây rất phát triển, vì vậy hãy tạm cho rằng tính năng của radar hai bên là ngang nhau. Tuy nhiên, thì ngoài thiết kế tán xạ sóng radar, đặc điểm rõ ràng nhất để phân biệt chiến đấu cơ thế hệ 5 chính là động cơ của chúng. Yếu tố này thì F-35 vượt rất xa J-31. Trái tim của F-35 động cơ phản lực được thiết kế đúng chuẩn tàng hình. Nó có khả năng che giấu, bộc lộ tín hiệu hồng ngoại rất tốt bằng cách cho hai dòng khí nóng lạnh hòa nhập với nhau một cách đều đặn, duy trì được không khí ổn định, tránh hiện tượng sốc nhiệt, từ đó làm tăng hiệu suất hoạt động cũng như gây khó khăn cho tên lửa mang đầu dò nhiệt của đối phương. Còn với tốc độ F-35,
giúp đạt tối đa là 1.931 km/h, trong khi vận tốc lớn nhất của J31 là sấp xỉ 2.000 km/h. Chênh lệch không đáng kể, nhưng J31 chưa thể bay hành trình siêu âm như F35. Bên cạnh đó, bán kính chiến đấu của J31 chỉ đạt 900 km, còn F35 lên tới 1.100 km. Rõ ràng, sức mạnh động cơ vượt trội đã tạo nên những ưu thế trên. Tổng kết lại các yếu tố đó, chúng ta có thể khẳng định rằng J31 còn phải hoàn thiện thêm nhiều nếu muốn chiếm lĩnh thị trường tiêm kích thế hệ 5 mà F35 đã bước đầu giành vị trí thống trị. Kế tiếp trong danh sách ngày hôm nay là máy bay không người lái CH-4 và MQ-1 của Mỹ. Đây là một loại UAV đa năng tích hợp năng lực trinh sát tiến công, được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASC. Máy bay này từng được coi là phiên bản Trung Quốc của UAV MQ-1 Mỹ. Tuy nhiên, thì truyền thông Trung Quốc luôn khẳng định CH-4 vượt trội hơn về mọi mặt của mẫu chiến đấu cơ được so sánh. UAV CH-4 có hành trình bay liên tục tối đa lên tới 3.500 km với khoảng thời gian 30 giờ. Sở hữu thiết kế cánh phẳng cùng 6 giá treo dưới cánh UAV CH-4 có thể mang được nhiều loại vũ khí khác nhau. Nó có thể mang tên lửa không đối đất AR-1 được phát triển riêng cho máy bay trực thăng, cũng có thể mang tên lửa chống tăng phóng từ trên không, rocket hoặc bom thông thường, để thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất. Tưởng rằng đây là một con quái thú, thế nhưng vào năm 2015, không quân Iraq đã mua tổng cộng 20 chiếc CH-4 từ Trung Quốc. Vậy mà trong thời gian thực chiến chống phiến quân đã có 8 chiếc bị rơi không rõ nguyên nhân, số còn lại không chứng minh được năng lực chiến đấu như kỳ vọng. Iraq không phải là quốc gia duy nhất gặp phải những vấn đề này, cũng như chất lượng của các quái điểu mua từ Trung Quốc. Jordan cho biết số UAV CH-4B của họ đã không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng và đang có kế hoạch loại biên bằng cách bán lại cho các quốc gia khác. Vẫn là máy bay tấn công không người lái của Trung Quốc tiếp theo. Sau đây, chúng ta sẽ đến với CH-5 được copy từ MQ-9 của Mỹ. Theo quảng cáo từ nhà sản xuất, chiếc CH-5 có thể mang theo 16 tên lửa cùng lúc, gấp đôi so với MQ-9 của Mỹ. UAV tấn công số 1 thế giới hiện nay, hãy thử so sánh hai phiên bản này cùng với chúng mình nhé. Đầu tiên, thiết kế khí động học của CH-5 rất giống với MQ-9, điểm khác là nó sử dụng động cơ phản lực, còn MQ-9 sử dụng động cơ cánh quạt. CH-5 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7 năm 2017. Từ tháng 8 cùng năm bắt đầu thử nghiệm tải trọng vũ khí. Chiến đấu cơ này có sải cánh dài 21m. Nhà thiết kế chính của CH-5 từng nói với China Daily rằng đây là một trong những máy bay tấn công không người lái mạnh nhất thế giới. CH-5 có thể thực hiện hầu hết nhiệm vụ mà MQ-9 đang thực hiện, thậm chí còn tốt hơn về thời gian bay. Ngoài ra, CH-5 được lắp động cơ phản lực chưa rõ định danh và cục suất. Theo một số nguồn tin, động cơ của nó có công suất thấp hơn so với MQ-9. Điều này dẫn đến trần bay tối đa bị giới hạn ở mức 6,5 km so với 12 km ở MQ-9. Nhà thiết kế này cho biết thêm, phiên bản nâng cấp sắp tới của CH-5 sẽ cho phép nó đạt chuẩn bay 10 km, thời gian hoạt động liên tục có thể lên đến 120 giờ, tầm bay có thể lên đến 20.000 km. Nhà sản xuất cũng tung video quảng bá sức mạnh tấn công của CH-5. Đoạn video đó đã ghi lại cảnh CH-5 tấn công mục tiêu cố định và di chuyển với tốc độ chính xác rất cao. Dù được quảng cáo ngang ngửa với MQ-9 của Mỹ, thế nhưng giới phân tích quân sự phương Tây vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của CH-5, đặc biệt là hệ thống cảm biến. Ngoài ra, chiếc máy bay này chưa từng xung trận nên rất khó để đánh giá được sức mạnh thực sự. Vậy theo bạn, lần này bản sao chép hay bản gốc sẽ thắng đây? Hãy bình luận suy nghĩ của mình phía bên dưới nhé! Và cuối cùng của danh sách ngày hôm nay, chúng ta không thể không kể đến Z-20 Harbin, một mẫu máy bay tham khảo từ Black Hawk của Mỹ. Báo chí nước ngoài thường thân thương gọi nó là Copy Hawk, con ó nhái. Về thông số kỹ thuật, Z-20 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn, được trang bị hai động cơ WZ-10 với công suất 2.000 kW mỗi chiếc. Kết hợp với đó là hệ thống cánh quạt nâng 5 cánh, cho phép nó hoạt động xa, mang được trọng tải nặng và nhanh hơn. Về cơ bản, một chiếc Z-20 có thể chở theo tối đa 15 binh sĩ hoặc 4 tấn hàng hóa, còn tốc độ bay tối đa của Z-20 vào khoảng 290 km/h với tầm hoạt động 560 km, trần bay hơn 6.000 m.
Hơn nữa, việc trang bị động cơ WZ-10 siêu khỏe cho Z-20 được cho là để trực thăng này có thể vươn tới được độ cao của vùng Tây Tạng và những đỉnh núi của Thanh Hải Trung Quốc với độ cao tối đa lên tới 4.000m so với mực nước biển. Và theo tờ Thomas Asian đăng tải, Trung Quốc hoàn toàn không có cơ hội được tiếp cận với các loại trực thăng Black Hawk cũng như công nghệ của loại trực thăng này. Tuy nhiên thì Trung Quốc đã từng có cơ hội được tiếp xúc với một chiếc Black Hawk phiên bản đặc biệt mà biệt kích Mỹ làm rơi tại Pakistan. Chiếc trực thăng Black Hawk mà Trung Quốc được tiếp xúc tại Pakistan thậm chí còn xịn hơn nhiều các phiên bản mà Black Hawk hiện tại. Vậy nên rất có thể các đặc điểm của Z-20 Harbin dù có vẻ bề ngoài khá giống Black Hawk nhưng thực tế được nhái lại từ phiên bản Black Hawk cải tiến Mỹ đã sử dụng trước đây. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi, có lẽ ông tổ hàng nhái đã đi trước thời đại với câu nói đó. Khác biệt dễ dàng nhận biết nhất giữa Z-20 và Black Hawk đó chính là Z-20 có hệ thống cánh quạt với 5 lá, trong khi Black Hawk chỉ có 4 lá. Điều này kết hợp với động cơ tân tiến của Z-20 sẽ giúp cho trực thăng Trung Quốc bay khỏe hơn, nâng khỏe hơn, bay cao hơn so với Black Hawk bản Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến việc trực thăng Z-20 của Trung Quốc được thiết kế đủ nhỏ gọn để có thể vừa với hoạt động trên các tàu sân bay, thậm chí vừa cả khu trục hạ. Điều này mở ra một cơ hội nâng cấp Z-20 Harbin từ trực thăng vận tải thành trực thăng săn ngầm hay trực thăng cảnh báo sớm sau này. Như vậy, qua những mẫu máy bay mà team mới vừa kể trên, chúng ta có thể đúc rút được kinh nghiệm học tập người đi trước của Trung Quốc. Từ những bản thiết kế lừng danh trong giới quân sự, quốc gia này đã tích cực góp nhặt và tái sản xuất để cho ra đời những con quái vật trên không, làm nên tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, bởi các thiết kế đó quá giống với bản gốc. Vậy nên phía quân sự của nước này cũng cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc hơn. Chính vì sao chép thiếu sáng tạo, ăn cắp ý tưởng của quốc gia khác, Trung Quốc đã phải nhận được nhiều chỉ trích từ giới chuyên gia cũng như truyền thông trên thế giới. Nếu điều này cứ tiếp tục xảy ra, nó sẽ tạo thành những tiền lệ trong suy nghĩ của người dân Trung Quốc, thậm chí gây ra nhiều phán xét từ những quốc gia khác nữa. Vậy video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Ý kiến của các bạn như thế nào về vấn đề này? Nếu có ý tưởng hay và độc đáo, tại sao bạn không chia sẻ với mọi người nhỉ? Chúng ta hãy cùng đóng góp và đón chờ để có thể chứng kiến nền quân sự nước nhà sẽ vươn ra thế giới như thế nào nhé. Tin mới sẽ luôn cập nhật những tin tức nóng hổi để gửi đến các bạn. Vì thế, đừng quên cho chúng mình một lượt like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.